Nếu hỏi những vật đặc trưng của dịp Tết, ta có thể dễ dàng liệt kê ra như là bánh chưng, bánh tét, hoa đào, hoa mai. Mỗi vùng miền trên đất nước đều có những thứ đặc trưng, nhưng chắc chắn có một thứ mà vùng miền nào cũng có, đó là lì xì đỏ ngày Tết. Phong tục lì xì ngày Tết xuất hiện từ rất xưa tại Trung Quốc. Văn hóa này hiện vẫn còn được giữ gìn tại các quốc gia có Tết Nguyên đán như là Việt Nam, Trung Quốc hay Hàn Quốc. Lì xì dịp Tết tượng trưng cho niềm vui và may mắn, thế nhưng với nhiều người, giờ nó như là việc trả nợ. Theo một vị đạo diễn nổi tiếng chia sẻ trên truyền hình, khi chúng ta hỏi 10 người Việt thì phải có đến 9 người sợ việc lì xì vào ngày Tết và xem đây là một món nợ. Thậm chí vị đạo diễn này còn khẳng định một cách chắc nịch đó là món nợ này sẽ không ai có thể trả đủ. Vị đạo diễn bày tỏ quan điểm trên trang Facebook cá nhân của mình đó là nếu một cái Tết không phải lì xì, nhiều công dân sẽ cảm thấy nhẹ trong người, lâng lâng như được sống trên mây. Vì tiền lì xì mà trong ngày xuân, rất nhiều người không dám đi thăm bạn bè. Nghĩ đến tiền lì xì không có mà nhiều công nhân nặng trĩu tấm lòng khi bước lên xe về quê ăn Tết. Lì xì đúng là cái nợ, phải làm sao để thoát ra? Câu hỏi này may ra Chí Phèo mới trả lời được. Trước khi đến với phân tích tại sao lì xì ngày nay lại được coi là một món nợ, thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu về sự tích ra đời của bao lì xì. Sự tích về sự ra đời của việc lì xì ngày Tết đó là tương truyền rằng thời xa xưa tại Trung Quốc có một con quỷ rất thích xoa đầu trẻ em tên là Xui. Nó thường xuất hiện vào đêm giao thừa khi mà trẻ con đã ngủ ngon. Con quỷ này thường lẩn trốn và xoa đầu trẻ khiến trẻ thức, khóc đến sốt cao rồi trở nên ngốc nghếch. Để giữ an toàn cho trẻ, cha mẹ thường đốt đèn và canh trẻ đến hết đêm giao thừa. Đây cũng là câu chuyện giải thích cho tập tục thức qua đêm giao thừa. Chuyện kể là có một gia đình nọ đã khoảng 50 tuổi mới hạ sinh được một bé trai bụ bẫm nên gia đình rất cưng chiều. Một hôm vào đêm giao thừa có 8 vị tiên đi qua và trông thấy con Xui đang tìm cách xoa đầu cậu bé này. Nhìn thấy cha mẹ cậu ấy có tâm tốt nên 8 vị tiên bèn ra tay cứu độ bằng cách biến thành 8 đồng tiền và dặn cha mẹ cậu hãy gói 8 đồng tiền vào bao đỏ và đặt kế bên cậu bé. Khi con Xui bắt đầu tiến đến gần đứa bé đang ngủ, những bao đỏ bọc đồng tiền liền phát ra hào quang đánh đuổi con quỷ chạy mất. Và thế là tiếng lành đồn xa, cứ mỗi đêm giao thừa, nhà nhà đều gói đồng tiền vào giấy đỏ rồi tặng cho con cháu để cầu an. Từ đó tục lì xì vào ngày Tết ra đời. Như vậy, sự ra đời của lì xì ban đầu là để đem lại may mắn, tốt lành cho trẻ em dịp đầu năm. Qua thời gian, việc lì xì không chỉ là việc người lớn dành cho trẻ nhỏ mà mở rộng ra nhiều đối tượng và nhiều mối quan hệ khác nhau như con cháu, mừng tuổi cha mẹ, ông bà, bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm, chúc Tết và lì xì nhau. Tuy nhiên, việc lì xì ngày nay đã bị biến tướng, mang nặng giá trị vật chất. Không ít người đã rơi vào tình huống giờ khóc giờ cười khi bắt gặp vẻ mặt hờn dỗi của lũ trẻ khi xé toạc phong bao đỏ có tờ tiền với mệnh giá không được như ý ngay trước mặt khách, hay việc chủ động đòi lì xì của lũ trẻ khi có khách đến chơi nhà dịp Tết. Đây là nguồn cơn cho việc nhiều người phải cân lên đặt xuống khoản tiền lì xì, ít thì e ngại mà nhiều thì lại quá sức, dẫn đến tâm lý coi lì xì là món nợ của nhiều người. Trách ai bây giờ? Trách bọn trẻ vô cảm hay trách chúng ta vô tâm đã quên dạy con về bài học lì xì ở cả phương diện cho và nhận? Con trẻ không thể biết đến ngày 1, ngày 2 mà biết khen nhiều tiền hay chê ít tiền. Phải chăng con trẻ đã nghe lời bình phẩm từ người lớn về cách lì xì nhiều ít, rộng rãi hay là keo kiệt, để rồi bắt đầu định hình về giá trị vật chất của phong bao, giá trị của lời chúc qua mệnh giá của tập polymer? Bên cạnh đó, người lớn chúng ta đang tập hư cho con trẻ bằng cách cố bỏ nhiều tiền vào phong bao để lấy lòng con trẻ hoặc giả oai với thiên hạ. Quen nhận phong bao nhiều tiền dễ dẫn đến nguy cơ trẻ em sẽ có thái độ chê bai phong bao tiền lẻ. Với tư duy và thói quen này sẽ dẫn đến việc trẻ sẽ có tư duy lệch lạc về giá trị của đồng tiền. Dịp Tết, bên cạnh việc dạy con, chăm con việc nhà và trải nghiệm không khí đón xuân, tôi nghĩ rằng mỗi bậc cha mẹ cần chú trọng dạy con về ý nghĩa tốt đẹp của phong tục lì xì.
Những chiếc phong bao đỏ không chỉ chứa đựng những giá trị vật chất mà quan trọng hơn cả là nó chứa đựng giá trị về tinh thần. Bao nhiêu lời chúc, tốt đẹp, yêu thương gửi gắm cho nhau. Và đồng tiền trong ruột chỉ mang giá trị tượng trưng. Không thể đánh đồng việc ly xì nhiều là yêu thương nhiều, việc ly xì ít là keo kiệt. Một chiếc phong bì trao đi, con trẻ cần nhận với một thái độ biết ơn và gửi lời chúc năm mới an lành tới người đã lì xì chúng. Đặc biệt, tuyệt đối không bao giờ được mở phong bao và đánh giá nhiều ít trước mặt khách. Thiệt nghĩ bố mẹ đều có thể là người thầy đầu tiên dạy con về bài học ứng xử với phong bao lì xì thật tử tế. Lì xì là một nét đẹp văn hóa đẹp, đặc trưng của những quốc gia Á Đông. Tuy rằng nhiều người cảm thấy không hài lòng về sự biến tướng của lì xì ngày nay, nhưng được hỏi là có nên bỏ hay không thì họ lại không muốn. Cái họ muốn, và chắc chắn là chúng ta cũng muốn, đó là việc nhận thức đúng đắn về ý nghĩa của việc lì xì dịp Tết. Để lì xì đỏ ngày Tết thực sự là niềm vui và may mắn mà không phụ thuộc vào giá trị của tập polymer bên trong.